Hello các anh chị, chào mừng các anh chị đến với bài tập học 5 phần Self Study Unit 5 Diagnostic Equipment, là về các thiết bị chẩn đoán ha. Thì đầu tiên thì không nói chung là cái bài thực học này là một tranh cãi. Về đầu tiên chúng ta sẽ đi về exercise 1, chọn những cái các kỹ thuật chẩn đoán bên dưới cùng với các định nghĩa của chúng. Về đầu tiên thì là chúng ta sẽ có là sử dụng cái chất cảnh quang cũng như là chụp X quang để mà nghiên cứu về cái độ tương phản của thuốc cảnh quang. Ok, construct story ha. Về câu 2 á thì nó là sử dụng cái echo, cái tiếng mà vang của cái sóng sóng siêu âm ở một cái tần số cao để mà chẩn đoán bệnh, thì ultrasonography ha. Thì đáp án nó là sóng siêu âm, đúng rồi. Câu số 3 là magnetic fields and radio waves, vậy đó là từ trường và sóng vô tuyến, thì được sử dụng để tạo ra hình ảnh của cơ thể, thì nó là magnetic resonance imaging, tức là MRI, tắt của từ Stanford, MRI Stanford, nguyên cái từ này ha, là MRI, MRI. Ok, và cái câu số 4 là nó là một hình ảnh X quang được chụp theo một cái vòng tròn ở xung quanh cơ thể, và cái thiết bị máy tính sẽ phân tích và tổng hợp các thông tin này thành những cái thông tin composite, những cái hình ảnh bao gồm, thì nó chính là hình ảnh chụp các lớp vi tính, đó là CT scan đó mọi người, computer tomography đó là CT scan đó ha. Ở câu số 5 tức là quy trình được thực hiện bởi bác sĩ X quang dưới sự hướng dẫn của CT, MRI, siêu âm, thì nó là X quang can thiệp ha, interventional radiology, thì nó là một cái từ còn lại của bốn cái từ mà mình đã loại trừ thôi. Rồi cái exercise 2 cũng không hiểu sao nó là sai, nhưng mà đúng nha mọi người, còn bài 1 cũng đúng nha, không biết sao đáp án rồi môn là sai. Ok, và exercise 2 chúng ta sẽ đi đến là về hoàn thành những cái câu này với những cái từ thích hợp thôi. Mọi người có thể dừng video lại để xem khúc này ha. Thì đầu tiên thì là X quang thôi, là đáp án là X quang là công việc sử dụng những cái bức xạ để trong cái chẩn đoán và điều trị bệnh như là bệnh ung thư. Thì câu số 2 là radiography, tức là chụp X quang là sử dụng những cái lượng bức xạ ion hóa nhỏ, rất là nhỏ, để mà tạo ra hình ảnh của cơ thể, những cái cấu trúc bên trong cơ thể, là radiography, đó là chụp X quang. Radiology là X quang. Using câu số 3 là using radiation, là sử dụng cái tia bức xạ để cung cấp cho việc điều trị, tức là radiotherapy là xạ trị, đó là xạ phương pháp mà liệu pháp xạ trị ha. Câu số 4 là kỹ thuật viên X quang là những cái người mà kỹ thuật viên là những người kỹ thuật viên giám sát cái tia X này, như là một cái radiographer, là nó là nhân viên kỹ thuật, nhân viên mà người mà giám sát tia X là kỹ thuật viên chụp X quang. Câu số 5 là taking a sample, tức là lấy các mẫu mô phân tích, lấy các mẫu mô để mà phân tích, tức là định nghĩa là biopsy, tức là sinh thiết ha, biopsy. Cái câu số 6 là sử dụng những cái các hình ảnh chuyển động để ghi lại một cái loạt cái hình ảnh cái tia X trong quá trình mà soi hình quang, tức là chụp là gì đó, mình không có một cái từ chuyên ngành đó, mình copy câu này lên internet thì nó sẽ hiện ra chữ này. Scenery RV ha. Ok, và cái câu số 7 cũng là một cái câu khá là khó, tức là những cái chất phóng xạ được tiêm vào tĩnh mạch và tạo ra hình ảnh cắt ngang của các quá trình chuyển hóa tế bào dựa trên cái nồng độ tại một cái vị trí nào đó của chất phóng xạ, thì nó được gọi là PET ha. Positron emission tomography, PET. Ok, và câu số 7 đáp án là PET. Về câu số 8 là
Câu số 8 tức là một cái xét nghiệm gì đó mà nó kết hợp xét nghiệm mà kết hợp các hóa chất phóng xạ và các kháng thể để mà thực nó là một cái kết hợp hóa chất phóng xạ và các kháng thể để phát hiện cái số lượng nhỏ các chất trong máu của bệnh nhân. Và câu số 8 ha, radiomimicry, đó là nó là gọi là xét nghiệm miễn dịch phóng xạ, radioimmunoassay, tức là xét nghiệm miễn dịch phóng xạ. Đi với câu số 8. Ok, và cái câu số 9 thì nó nói về chuyên ngành mà những cái từ này khá là khó. Nó nói về chuyên ngành mà y tế, chuyên ngành y tế liên quan, concern with, tức là liên quan đến việc mà nghiên cứu cái tia X và sử dụng chúng trong chẩn đoán bệnh bệnh được gọi là gì? Term là được gọi là radiology. Phóng xạ gì đó. Câu số 10 là ECG, như là chúng ta rất là thân thuộc ha, là một cái thiết bị để mà đo được và đồ, đồ và đồ họa đồ thị được những cái hoạt động của điện tim. Ok, câu 11 là sử dụng máy điện tâm đồ để mà phát hiện được các dò soát và phát hiện được các rối loạn điện thế, ví dụ như là rối loạn điện giải gì đó, ví dụ như là nồng độ kali trong huyết tương thì khá tương đối là thấp. Ok, và cái câu số 12 đó là nội soi, endoscopy ha. Nội soi là một cái thủ thuật y khoa cho phép các bác sĩ để mà kiểm tra và quan sát những cái bên trong cơ thể mà không cần phải thực hiện những cái cuộc đại phẫu là những cái phẫu thuật chính. Và cái câu số 13 là cái câu số 13 nó nói về cái ống nội soi ha. Như mọi người đã thấy là câu số 13, endoscope là một cái ống nội soi, là mọi người chỉ cần chú ý đến em là tube, flexible tube, là cái một ống mềm, ống mềm dẻo ống nè, thì chúng ta sẽ liên đến endoscope liền. Và cái câu 14 là enteroscopy, tức là một cái đó là nội soi ruột ha, nội soi tiêu hóa, là một cái thủ thuật giúp bác sĩ tìm và điều trị ra được các vấn đề về hệ thống tiêu hóa, là enteroscopy là nội soi tiêu hóa, nội soi ruột. Câu 15 là một vài cái kiểm tra bằng tia X thì sử dụng những cái chất phản xạ dựa trên nồng độ của iốt ha, như hoặc là bari để mà giúp cho cải thiện khả năng cái sự hiển thị của các cơ quan mạch máu, mô và những cái khối mô hoặc là xương. Ok, câu 15 là bari. Về exercise 3 thì chúng ta sẽ xem cái bảng và nối với những cái mô tả ở cục B, cục A và cục B nối với nhau, thì chúng ta sẽ có các đáp án như sau. Mọi người tới đây mọi người có thể dừng dừng màn hình lại một xíu để mình xem ha. Ok, và chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo, đó là một cái bài đọc rất là thú vị, đó là về passage one. Bài này rất là hay luôn á. Và sau đây thì em sẽ đầu tiên á, thì trước tiên thì mình lia xuống những cái câu phía dưới đây á, thì sẽ mình xong rồi mình quay lại phía trên để em có dịch một cái bài đoạn nhỏ thì xíu, nếu có gì em sẽ lại gửi cho mọi người cái mọi người có thể điền mail của mình xuống dưới phần comment để em gửi cái bài dịch qua email cho mọi người nhé. Ok, và cái đây là cái câu chuyện này, nó nói về những tia X tình cờ. Ok, và đầu tiên á, chúng ta sẽ đến với câu 1. Như mọi người đã thấy là nó hỏi, câu 1 nó hỏi là nghề nghiệp của ông William Rothschild là gì vậy? Thì ông ấy, nên đầu tiên là ông ấy là một bác sĩ phải không ạ? Và thứ hai là ông ấy là một ông ấy là cái thứ nhất là ông ấy là một thợ chụp chụp ảnh y khoa. Cái thứ hai là ông ấy là một cái coi nói chung là cái số 1 là một kỹ sư về y tế, cái số 2 là nói về ông ta là một thợ chụp ảnh, cái số 3 là một nhà vật lý học phải không, cái số 4 là ông ấy là một bác sĩ. Thì chúng ta thấy cái câu 2 của đoạn 1 á, đây chúng ta liên lên câu 2 của đoạn 1 đây. Vào năm 1895 á, thì là phóng xạ tia X đã được
tìm ra một cách tình cờ bởi một cái nhà vật lý có tên là William Roentgen. Thì ok, và chúng ta khoanh thôi, đó không là một nhà vật lý thôi. Ok, và cái câu số tiếp theo thì chúng ta sẽ đến câu 2. Thì nó hỏi là ở đoạn 3, tại sao là cái màn hình đặc biệt, cái màn hình nó đặc biệt lại đang phát sáng vậy? Thì giải thích là khi mà chúng ta thấy ở cái đoạn số 3, đây đoạn số 3, thì chúng ta sẽ thấy cái câu là ở cái phần cái câu 3 4 à. Đây. Roentgen nhận thấy là ở cái câu số 2 đây, thì cái ông này nhận thấy ra là những cái nhận ra rằng một đợt phóng xạ mới đã khiến cho cái màn hình này nó phát sáng. Ok, glow là phát sáng mà. Khiến cái màn hình phát sáng à. Thì chúng ta sẽ chọn thôi. Ok. Từ cái câu đó thì chúng ta sẽ chọn câu 2 đó, ở ý D, because they were used different form of radiation. Bởi vì những cái ok, bởi vì những cái có một cái loại phóng xạ mới và khác đã xuất hiện. Ok, và cái câu tiếp theo là cái câu số 3. Tức là nó hỏi là hình ảnh đầu tiên của tia X là gì? Thì chúng ta chọn đáp án B, tức là những chiếc xương trong cánh tay của vợ cái ông này, Ranjin. Thì đặt ở đoạn cuối đoạn 3, các anh chị lia vào cuối đoạn 3 ha, ở phần phía cuối đoạn 3 đây. Đây chúng ta sẽ thấy là đây vợ của ông ta đặt. Ok, chúng ta thấy là sure enough. Đây, ok, ở đoạn cuối. Sure enough, the resulting image. Đây, nói một cách chắc chắn là những cái bức ảnh này ra đời là những chiếc xương tay của vợ máy đã trở thành một cái bức ảnh chụp bằng tia X đầu tiên trên thế giới, đầu tiên trên cơ thể con người. Ok, và chúng ta chọn đáp án B thôi. Và câu số 4, thì nó hỏi là câu nào đúng về tia X thôi. Thì ở đoạn đọc thông tin ở đoạn 3 đoạn 4 á. Đây, các anh chị đọc thông tin ở đoạn 3 đoạn 4 ha. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra chúng ta sẽ thấy là đấy là khi phát hiện ra tia X thì ông William Cotton đang làm việc với một chiếc ống crook, đang làm việc với một cái chiếc ống crookie tube. Thì chúng ta sẽ trong phòng thí nghiệm của mình thì suy ra chúng ta sẽ có một cái câu đáp án là câu C thôi. Còn những cái câu còn lại thì nó là sai ha. Ok, và cái câu số 5 thì nó cũng hỏi là cái câu nào không đúng về tia X thì chúng ta chọn câu C thôi. Roentgen không nhận thấy rằng tia X có thể là có lợi cho bác sĩ và bệnh nhân. Chúng ta thấy ở đầu đoạn 4, đây các anh chị lia vào ở cái phần đầu đoạn 4 nha. 1 2 3 4. Ok. Đây, Roget, Rogins, cái ông Rogin này là chúng ta sẽ đọc cái phần after taking that first program, Rogin understood how X-ray gì đó đó là vân vân. Thì đến cái phần patient read, ok, đây để nó nói mày không đúng. Thì sau khi chụp bức ảnh đầu tiên đó thì Rogin đã hiểu ra tia X có thể có ích cho bác sĩ và bệnh nhân như thế nào. Ok, thì cái câu này nó đi ngược hoàn toàn với cái ý này, thì suy ra chúng ta chọn ý này thôi. Đây là một cái câu sai, không đúng. Ok, và cái câu 6 nó hỏi là ở đoạn 1 thì cái từ order nói về điều gì? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta lia về cái đoạn 1 ha. Đây, cái từ order đây nói về điều gì? Thì ở câu 1 câu 2 thì some technological development a result of years diligent work, là một số những cái tiến bộ khoa học là kết quả của nhiều năm nghiên cứu làm việc chăm chỉ. Thì những cái khác được tìm thấy, còn những cái khác á, thì nó lại được tìm thấy một cách tình cờ thôi. Thì ok, và đó là đáp án đó mọi người. Ok, và đáp án của nó là technological development thôi. Câu số 7 á, thì chúng ta thấy là đoạn 1, ở đoạn 1 thì nó đã khẳng định là việc tìm ra tia X là một cái loại là ở loại thứ hai này thì có thể rút ra được cái điều gì.
thì chúng ta sẽ chọn ý C thôi. TX được phát hiện ra bằng một cách tình cờ, thì như ở cái phần tựa đề chúng ta đã nói là sự tình cờ của cái phần mà bài đọc đó là những TX tình cờ thì chúng ta chọn thôi. Hoặc là có một cách giải thích khác đó, đó là tức là ở thấy chúng ta thấy ở dòng 1 2 đoạn 1, đoạn 1 thì là some technological development are result of this diligent work ở thời đó, và X-ray đây chúng ta đọc tới cái khúc này là the discovery X-ray in the second key grade, tức là một số những cái tiến bộ học kỹ thuật là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và làm việc chăm chỉ. Còn những cái khác á, thì nó tìm ra một cái cách rất là tình cờ. Còn và cái sự tìm ra tia X chính là ở loại thứ hai này, tức là một cách tình cờ đây ở loại thứ hai. Ok, và cái câu 7 thì đó, nhưng là đã giải thích có hai cách giải thích, là một là mọi người đọc cái phần bài đọc thôi là thấy là câu C đúng, mà hoặc hai là chúng ta có thể đọc ở cái phần hồi nãy em đã highlight lại ha, ở câu C. Và cái câu số 8 á, là nó nói là đoạn cuối khẳng định là chúng ta nên cảm thấy biết ơn khi mà ông Graham có trên cho cái việc làm phát minh của ông ấy trở nên là miễn phí. Đây, có sẵn là miễn phí thì điều gì có thể được rút ra từ cái ý này, thì tức là cấu trúc là to be grateful to somebody for something, thì tức là nó sẽ bằng nghĩa với be thankful. Đây, nó sẽ bằng nghĩa be thankful gì đó for somebody hoặc là for something, biết ơn ai vì có gì đó. Thì chúng ta câu này mình không không cần phải là dựa ra theo bài đọc, mình có thể dựa vào những cái cụm từ đồng nghĩa ha. Should be grateful nó sẽ đồng nghĩa với should be thankful thôi. Ok. Và tiếp theo là câu 9 đó, thì chúng ta sẽ thấy là câu nào dưới đây là khẳng định đúng nhất, câu nào dưới đây là khẳng định đúng nhất về cái về cái những cái mà thông tin được in đậm ở đoạn 3. Ok, và chúng ta sẽ lia lên đoạn 3 ha, dòng 5 7 1 2 3. Ok, và dòng thứ 5 thứ 7 chúng ta sẽ thấy designer, chúng ta lượm tìm một xíu ha. Nó nói về one day he test gì đó. Ok, đây chúng ta lại he designed an experiment which allowed him to test how far gì đó, và cracking tip. Cái đoạn này nó có nghĩa là ông ấy đã thiết kế những cái thí nghiệm cho phép ông ấy có thể là kiểm tra được cái tia X này đó có thể đi xa đến đâu. Và một ngày nọ thì ông ấy kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách là đề nghị vợ của ông ấy đặt tay vào giữa một cái đĩa phim và một cái ống cookies. Ok, đây là cái lời giải thích ha, và đó là lý do mà chúng ta sẽ có đáp án ở câu thứ 9 thôi, và là ý D. Ok, và cái câu số 10 thì C nha mọi người. Câu số 10 là C, tại vì câu số 10 nó là nó đang cái câu này có nghĩa là nó đang phát ra một ánh sáng nhạt màu trắng, thì tức là ở cái điểm mấu chốt này thì chúng ta phải tìm ra it có nghĩa là gì. Ok, it có nghĩa là gì thì chúng ta sẽ thấy ok, và cái bài passage two thì nó là nói về ECG thôi, thì những cái câu dưới đây á, thì nó cũng khá đơn giản. Nói chung là mình quan sát ở phần cái bài này á, mình sẽ quan sát cái bài này, khá ngắn, thì mình sẽ quan sát những cái câu trả lời với cái bài này, và chúng ta sẽ lia lên, nó sẽ có trên đoạn. Thì đây là đáp án của cái bài về ECG ha, nó khá là cơ bản, mình có thể dựa vào. Ok, và một thì nó sẽ thi với ý A, mình có thể tìm được dễ dàng ở phía trên bài đọc nha mọi người. Một sẽ đi với A, two A's. Mọi người có thể, nếu mà nhanh quá mọi người có thể là ly chậm lại. Ok, và cái tiếp theo thì chúng ta qua phần cuối cùng đó là listening, và cái này cũng là một tranh cãi. Ok, và sau khi nghe được đó thì chúng ta sẽ có two phone phone phones. Cái này mình này, nếu mà này là sai thì mọi người chọn phone giúp em nha. Cái này em nghe sai.
Ok, và cái bài thứ hai listening, cái này thì chắc chắn là nghe đúng. Mọi người có thể nghe kỹ lại. Nói chung là các anh chị có thể nghe kỹ lại cái bài đọc nói về gì nè. Rất là khó. Listenaminute.com. X-rays. X-rays are amazing things. They were invented a really long time ago. I think Ok, và when they were chọn đáp án mà em đã làm nhưng mà không hiểu sao nó sai thì mọi người có thể chọn đáp án khác không, và theo cái form như vậy. Và nói chung là mọi người cứ nghe kỹ cái bài này thì mọi người cứ đánh theo cái đáp án của mọi người nghe được, không cần nhất thiết phải là cái này nó sai thì mình không theo, hoặc là đáp án bù môn như thế nào, nhưng mà mình cứ nghe theo cái của mình đã nghe được rồi. Ok, và sau đây là bài phần tự học self study unit 5 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các anh chị ở unit 6 phần nursing nhé. Tạm biệt mọi người và chúc các anh chị làm bài thật tốt nhé. Bye bye.